mọi người. Hôm nay là mấy mẹ con đi chợ. Hôm nay là bên đây là 21 âm lịch. Còn 2 ngày nữa là đương táo về trời. Cái vụ mà đương táo thì rước ông bà hay đương bà mình cứ quên hoài, cứ lẫn lộn hoài à. Nhưng mà cảm thấy vui. Bên Việt Nam mình thì mọi người sẽ vui hơn nhiều, tại vì hoạt động nghệ thuật được coi như là mọi người được hoạt động trở lại, ai cũng vui, thì mình thì vui lây. Giờ thì Thủy với lại bé Bảo Châu đi chợ hoa. Đáng lẽ có chị một đó nữa, chị Hồng Vân đó, nhưng mà chị Hồng Vân nay không có khỏe. Chị Hồng Vân nói thôi mấy mẹ con đi trước đi, rồi chiều chị Hồng Vân cắt tóc xong rồi mấy mẹ con cùng hát một bài về xuân cho mọi người đón Tết vui vẻ. Bây giờ mấy mẹ con đi chợ nha, cùng Thủy đi chợ Tết ha. Vẫn tuân thủ theo cái luật của mọi người trong cái mùa dịch là phải đeo cái mask, đi vô chợ là phải đeo mask theo Thủy nha. Thank you.
đẹp phải không? Cái màu tới nhà mình chưa có thôi. Mà nhà có chưa? Dạ chưa. À mình chưa có hả? Nhà mình có màu hồng, mình năm rồi mình có màu hồng. Ủa nó rớt nè con. Cái gì đó không? Nó rớt nụ nè. 70 đồng. 70 đồng. 70 đồng. Mình thì có màu này rồi phải không? Dạ đúng. Đây. Thành quả hai mẹ con sau hồi lựa chọn là được hai cái này để lì xì. Nữa là lì xì cho mấy đứa con mình nè. À, cho Tài, cho Đạt rồi nữa. Cho anh Bi. Con phải lợi nha, con lợi rồi mới với lì xì của được nha. Đây. Này con với Châu. Này mua cho chị Dân nó nè, xong rồi chị Dân nó xài xong đem lại cái bình mình bắt đầu mình trồng đi đồ bản thân mình chưa có chứ mình gì mọi người nó muốn gì hả, nó muốn đưa con vui vẻ là được. Thank you.
trước đi vô á là một quầy trái cây á, trái cây ngoài trước dài tới chỗ này là trái cây, đủ loại trái cây hết. Trái cây giờ sạch sẽ, đẹp mắt để mọi người có thể trưng Tết được. Rồi bên đây là hàng rau củ nè, hành, lực kia là nhiều thứ, đủ thứ. Nói chung là ta để ngăn hết vào cái giá tiền thì từ 1 đồng tới mười mấy đồng, 20 đồng cũng có. Mình kêu là hàng nào gì đó tiền nào của đây. Tưởng nó hàng nào cũng có. Chị con nói khéo cũng được mà. Nó buồn gì vậy? Thấy buồn quá vậy? Thôi, cái này là non, mèo mà không ngon đâu. Có một người thái ớt, gặp ớt đủ màu, đủ loại là coi như là nhào vô. Đây, ớt mà cay mà xéo luôn là ớt này nè. Thôi là 7.99 đó là nhiêu tiền? Con như gần 150-160-170 Việt Nam mình đó, nhiều đây đó. Nó cay, con này là cay 2.25. Nhưng mà cay, mấy cái ớt này thì loại là ớt cay thôi, loại ớt mà có trồng. Đây xuống kiếm cua cá cho mẹ nó trồng. Khoái hoa, sưu tầm hoa. Và năm nay chơi địa lan thôi. Hai cây lan, hai chị hoa. Dạ, hai cây lan. Buông cái tâm đồng. Đây là quả chơi chết luôn. Người chơi hoa, ham hoa, mê hoa. Rồi mua hai cây lan xong cái đau bụng quá à. Bác tính tiền với mấy hoa đẻ. Mình lấy đau bụng lắm á. Nhưng giờ có đứa đau bụng của nhà dùng rồi. Thấy tội. Thấy cũng tội mà. Thôi cũng kệ. Đâu? Tết đã qua rồi, cái thời của Lân. Đã xong một chuyến đi chợ.